Rồi, Lãnh Quân xin chào quý cô chú anh chị em mình buổi sáng nha. Thì sáng hôm nay là thứ tư. Lãnh cũng vẫn tiếp tục ngày mưu sinh bán chục đồng nha cô chú anh chị. Bán chục đồng, chục cống nhâm. Đó, thì đầu video Lãnh cũng xin chúc quý cô chú anh chị em mình thật nhiều sức khỏe. Xem clip giải trí vui vẻ, nếu có nhu cầu chục đồng, chục cống nhâm, cá ngũ hành, tròn các loại thì liên hệ Lãnh, Lãnh sẽ giao hàng tận nơi nha. Đức Hòa và thành phố Hồ Chí Minh, các huyện lân cận, gần thì Lãnh vận chuyển tới nơi luôn. Còn xa liên tỉnh thì Lãnh gửi xe nha. Thì hôm nay Lãnh cũng như bình thường, cũng tiếp tục một ngày mưu sinh bán chuột đồng của mình. Thì sáng giờ Lãnh cũng nhập chuột về cũng đó rồi. Thì thợ bấy chuột về thì cũng giờ cận Tết rồi, nên thợ bẫy về cũng ít đó. Thì Lãnh cũng đang kiếm thêm thợ bẫy nha. Anh em nào có nhu cầu bẫy chuột giao ở Đức Hòa thì được đó, thì liên hệ Lãnh luôn. Số điện thoại là 0967 672 224 nha. Lãnh thu và bán luôn. Đó rồi, đây Lãnh chuyển camera lại giới thiệu mặt hàng bình luận chút xíu nha. Đây thì cái sạp chuột của Lãnh đây thì cũng đơn giản thôi, cũng giống như anh em thường ngày. Ở đây Lãnh gồm có chuột chuột đồng nè, chuột đồng nha, chuột đồng, chuột công nhân, chuột đồng nè, đồng mới đặt về luôn, bao khỏe luôn đó. Cô chú anh chị nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Lãnh luôn, Lãnh giao hàng tận nơi luôn nha. Đây có chuột công nhân nè, bữa nay thợ bảy công nhân không về nên có ít đó. Thợ bảy công nhân bữa nay là về ít quá. Ở đây thì Lãnh có gắn ngũ hành nè, gắn hành gắn ba nè nha, gắn ba nè đó. Ở đây là gắn nhì nè, rồi đây là gắn nhất nha đó. Lãnh gồm có gắn ngũ hành ba loại luôn. Ở đây thì Lãnh có con thừa này nó không lột á, nên Lãnh bỏ nó trong túi lưới quay cũng không rõ, quý cô chú anh chị mình cũng theo thông cảm nha. Nó thì bên đây Lãnh có nhập Trung Quốc nè, quốc gà nước chích nó. Nếu mà anh em nào có nhu cầu đẩy bán cho Lãnh thì bệnh người thu cũng bán lẻ lại nha. Ở đây Lãnh còn có thêm gắn chung nha quý cô chú anh chị. Đây gắn chung, gắn chung thì giá cả thì nói chung là thì theo thời điểm, nếu có mùa vô mùa nó thì nó rẻ, còn thịt mùa nó thì nó hơi mắc xíu đó. Gắn chung gắn đồng rất là ngon luôn nha. Rồi thì hôm nay Lãnh cũng chưa có vốn nhiều á, nên mình cũng không có nhập hàng nhiều đó. Giờ chỉ còn con quốc. Sáng Lãnh được con mềm biệp với con dạt nữa, mà có anh thợ kia bẫy à. Rồi ở đây này Lãnh còn Lãnh có thu tròn bạc má nữa nha, thu đi và bán lại đó. Ở đây Lãnh được con tròn bạc má của anh em nè, mới đem về. Thả con này ra luôn đi, chạy đi. Không đó, con này nằm trong túi lưới, con này là ở ngoài nè đó. Lãnh mới đem về Lãnh cho ăn nè. Anh em nào có nhu cầu bảo tồn thì bảo tồn nè, muốn thịt thì có thịt luôn. Tôi nói 100g giống nước thì mình nặng hơn. Sáng giờ Lãnh lu bu nên Lãnh cũng không có quay. Ngày hôm qua Lãnh làm đợt hai cái lồng, chút cái đầu thì xuống dưới. Con kia thấy bự vậy, giờ hả con nhỏ ra rồi. Con này nó mập. Con nó sao lưng bự vậy? Ra. Đây hai con này mới về dành ăn nè. Ồ, mua chiếc chạy thấy đã. Dịnh nè, anh lấy con nữa ra cho nó đó, anh dịnh ăn hay hơn rồi, bao khỏe luôn nha. Còn cái lòng, cái lòng bên kia là con kia đổ miếng nước cho em ơi, có nước chưa, dịnh ăn hay hơn rồi. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ Lãnh luôn nha. Chồng này là chồng bẫy lòng nha, nên không có bị thương tật gì hết, bao khỏe bao ăn luôn. Con này mập nè, trời ơi nhìn mặt nè, lòng mà nó lòng mà nó ra mở mà ra tới lông luôn.
Con này cũng đẹp thiệt em ơi, mập, mặt nó phù lu luôn, đâu có găng nào mang được. Còn nó nhai kìa, tội nghiệp không. Nước nó lạnh thế mẹ. Mẹ làm như con rồi. Cái con đực luôn. Gặp luôn hả? Con ngay xám rồi con đực. Con xám này là con nặng nè. Con giữ sủa như chó hả mày? Rồi, mặt hàng lên lần cũng đơn giản. Đó, quý cô chú anh chị nào có nhu cầu cứ liên hệ lần nha. Đây cái lồng lựng mới vừa hàng, cái lồng mới nè, lồng này là lần lựng cũng chuẩn bị chứa hàng lựng bán tết đó. Đó, tết là lựng vẫn phục vụ anh em mình đam mê nha, cho anh em đổi mồi đồng nhậu cho nó ngon miệng đó. Lựng phục vụ là bán tết luôn nha, lựng không có nghỉ tết đó. Còn quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ lựng, rồi anh em nào muốn đặt vây chuột thì cũng liên hệ lựng luôn đó. Lồng này quá đẹp luôn nha. Nhiều không anh? Mấy ký? Con một à? Sao? Ở mua hai con về đâu mà nó ăn có hết đâu. Ai ăn? Có mình nhỏ cái nó ăn à. Ăn hả? Đâu có nhậu đâu. Tập này gai chiều nay rồi. Hôm nay là chiều giữa tình rồi. Tập này gai tới cuối tình rồi. Được rồi. Cây nó vô đó nó quậy nữa kìa. Ai? Cái ra. Ông biết không? Dạ. Để ông nhổ lần lượt nó ra đi, đầu cái ông khổ nó ra, đầu cái ông lấy cái mặt ra. Ra có con nít ra. Sao nít vào mà nó bị đèn lử, mà nó bị cái lửng cái trắng vào. À. Ông lấy cái mặt ra, ông lấy trọng điểm của cứu mặt nó lại. Ông đưa vào tôm ông hấp. Mà mẫu sống nó ra. À. Ông hấp rồi bắt đầu cái ông đem ra nắng ông phơi cho nó khô đi, ông lấy lử làm một cắt nhẹ một miếng như hột tắm vậy đó. Bắt đầu cái ông chế nước sôi cho nó uống. Nó bảo đảm cái lửng trắng từ. Mình uống được không? Mình uống gì con nít uống. Mình không bị đẹn uống được không? Đó là phải bị đẹn. Tại vì con nít ra cái lưỡi lúc nào cũng bị cắn hết á. À. Con nít mà khọt hè. Em đang bán cho con kia nó mua về nó tỉ xỉn á. Ừ thì nó khọt hè đó. Ừ nó tỉ xỉn. Uống hay đại tài luôn á. Ở đây em giờ em đi hái mấy trái mướp ngoài này. Ở đây ổng trồng mướp đã lắm. Chiều nay hái mướp xào xào thịt quất nhậu nha cô chú anh chị, mướp đó đồ lượng bán nè, làm chủ nhà nè, ông chủ nhà ông chồng nè đó. Chiều nay là lượng hái mướp này, lượng gắn hầm xả bỏ mướp non vô trái ghê, mỗi mắt mỗi trái luôn. Ông nhận ông này ông mát tay thiệt luôn, có người chồng không có trái nào thì bởi vậy. Ông này mát tay thiệt luôn nè, thấy không? Anh coi nè. Cháy lự khư luôn. Rồi, thờ bảy cũng về rồi, quý cô chú anh chị ơi. Đây, cân rồi, lựng làm, giao cho anh em. Rồi, thả lên cân đi em. Trách nhiệm của em là chỉ cân, rồi thả,
rồi lấy tiền. Rồi 16 kg luôn, 16 kg luôn. Cho lên lòng mới đây cho đẹp, ưu tiên cho khách VIP. Ngày nào mà xuống là bích hai lòng đó được rồi. À, ngăn ngăn chục cơm, ngăn chục cống là được rồi, được không? Đây, đây là thợ bẫy chục cống nha quý cô chú anh chị. Sao lì với mày, sáng sớm mà lì vậy? Hỏi cho mày ra luôn đi. Em đặt cái gặp về nó cao quá, nó có bị rung rinh không? Lạnh hả? Mà em đặt trong cỏ không ít lạnh đó. Có buộc lại không? Không. Đậy rồi không đậy nó buộc. Đậy kiếm thấy bà. Thấy lòng bự thả đã không? Nay người ta về quê nhóc hết trơn rồi nè. Về hồng quá chứ. Có về quê không? Về quê ăn Tết. Chuột mới, mới về luôn. Nghĩ sao em bắt vô đây rồi em thả đi ra. Mai mốt tôi đưa cho lo cho cái lòng rồi đem về trên mình bà thả ra xong rồi về mình rút ra xuống đây mình sang ngang cái. Cho khỏe ha. Chứng gì thả chở cho mệt. Nay hai ông nội đặt nè. Đám cái tới đích cái kêu giao liền trong đêm. Mà đây làm như gần đây ở gì giới thứ với vật giá Kiên Giang với giao liền. Giấy chứng lại á. Vật giá Kiên Giang mà kêu giao liền trong đêm mà sáng nay ta làm đám. Ủa. Ăn mà tới đích mới nhảy không mà thua. Vô lòng bự cái phái ha, tung tăng tung tăng. Có mấy con chuột bự quá. Ở trên em chạy xuống đây gọn hồi anh giao ngược lên trên em. Đời là thế. Thôi giao ngược gửi xe lên tới thành phố Tây Ninh. Rồi xong rồi đóng thùng gửi xe đi. Em biết bà nào giao chục gram cho anh nè. Bà Kiết Cương. Bà mới điện nè. Bà Cương giao chục cho hả? Sao biết em nữa? Hỏi có hỏi về giao chuột không, em nói giao chuột với Long An á, cái mới là giao chuột trong lĩnh hay vậy. Biết luôn hả? Làm ăn có gì đâu sợ, mình làm ăn đàng hoàng tử tế rồi đâu có gì phải ngại. Mấy người đó làm ăn không đàng hoàng anh đối với anh là không quan trọng. Rồi chuột về nha cô chú vậy, đây cũng được chục ký không em? Hơn hả? Chuột mới về tươi gói luôn nha. Cô chú chị nào có ăn thịt chuột đồng chuột công nhân liên hệ lận luôn nha. Bạn cháu lận phục vụ Tết luôn nha. Tết lận cô không nghỉ luôn đó. Tết hôm nay bán Tết luôn. Quý cô chú anh chị em nào có nhu cầu mùng 1, mùng 2, mùng 3 gì là lận thạch hết. Giao cho quý cô chú anh chị em mình. Đây thì sáng cũng như ngày thường thôi, cũng vẫn là chuột gà quắn. Đây có chuột đồng mới về luôn nha, mới về chuột đồng mập một vùng luôn đó. Quý cô chú chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ lần. Anh em nào muốn đặt chuột tết thì cứ liên hệ lần luôn. Mình đang gom thợ rồi. 9 ký hả? Ủa ít vậy? Cái này 7 ký, kia 16 ký, có 9 ký hả? Ít vậy?
có 9 ký chuột cống nhum mà. Thì sao đủ dao ta đây trời. Đây cô chú anh chị thêm. Đẹp đẹp. Giờ lượng dao bằng dao cho anh khách Tây Ninh. Nay có mình em về sớm. Mới kịp giờ. Rồi 3 ký rưỡi. Thả lòng đó luôn đi, cho em lên lòng mới hết. Ưu tiên cho khách VIP, thằng nào đi trước thì được nằm giường xịn. Ngang á, người ta phát cái lỗ á, nó kêu phát bự bự đi, đặng nó dục cái lòng nó vô trống luôn rồi tháo ra khỏi mất công úp chung. À, lên chảnh nó cười nữa, lên chảnh anh nói đi anh thiếu cống nhum, cái bà nói cống nhum trên đây là nó khác cống nhum dưới nha, mà bà không nói cống nhum cam, không nói đó nhỏ đó, không nói cống nhum cam mà nó cống nhum gì không, cống nhum mía. À, cống nhum mía là sao? Thì cống nhum đặt trong mía thì người ta kêu cống nhum mía. Cái cống mía là có giống cống cam không? Không, mía là mía, cam là cam. Hay lên chảnh lấy về chở từ chảnh về đây chết luôn mười mấy con. Không, để quan điểm chết cái muốn hết. Nghĩ luôn. Lần một, cẩn. Từ từ, từ từ. Cái gì vậy? Nó không móc bên đây, nó cũng móc bên kia là sao vậy? Đúng rồi, em lên đó. Rồi. Lòng này được mấy lạng? Bữa nay nó em nói chừng nào bắt chuột gắn. Bắt chuột gắn đi không? Trong tuần này. Trong tuần này hả? Vậy hồi mà muốn nay nó lên chắc cũng trễ quá, để mai anh chừa lại mốt lên. Tại mai là bữa nay nó lên có được có 10 ký à. Mà mấy thằng kia nó dặn hết rồi. Em nhà còn hai chục con. Ôi. Ước gì được hai lòng chuột đầy. Em ra coi bắt mấy con nhỏ nhỏ này luôn đi. Mấy con không không. Để chị bắt. Bắt ba con ký giao cho khách tại vì khách đặt á, nó chia ra nó làm 3 mâm. 6 mâm. 6 mâm để ăn bàn ba con vậy đó. Bắt chục vừa vừa con có 3 lạng rưỡi bằng 3 con ký đặt tặng đại khách. Con cái này được phải không? Con cái này cũng 3 lạng mà. Đó là cả 4 lạng. Cái này cũng được rồi. Mấy con coi coi này là bằng hết. Phái mấy người mà lựa 3 con ký lắm, dễ bán, bán hết mấy con nhỏ rồi, không mấy con bự dễ bán lắm. Ồ, con chuột mập kia, nó giống đại ca vậy. Lúa hả? Lúa mà sao nó mập dữ ha? Lấy cái lòng đi, em lấy cái lòng trắng. Mang vào tay vô để anh táp. Lấy lòng trắng mang vào tay vô đi. Vậy cái lòng đó 1 ký luôn hả? Ký vừa nãy là 3 ký rưỡi, giờ còn 2 ký rưỡi. Giờ có 11 ký rưỡi hả? Ít vậy? Qua wow, anh Duyên An, Duyên Ba làm cái lỗng gắn. Tập lỗng gắn thầm xả.
chứ con hoàng kia nó bán cho anh được mấy con quất phát bài trên này đi. Rồi chuột mới về không có ba con, ba con ký ở nhà lựa nhỏ nhỏ hết cho anh đây. Con nó bự rồi, hai con ở nằm cho anh. Rồi bắt con đó luôn đi, chạy đi. Còn bắt con này luôn đi, nó cũng cỡ 4-5 lạng. Rồi quan kia bắt tiếp, thấy đồ dần đó. Bắt 6 ký, còn hồi lựa hai con ra, hai con ký bỏ bọc kiên rồi mấy con coi coi nhỏ nhỏ nha. Nhỏ nhỏ không không thì được lắm, mấy con đó được đó. Mấy con nó nhỏ quá không? Có 3 lạng. Sẵn là có 3 lạng mấy và lạng mấy là bỏ qua đây hết trơn. Nó tự. Tăng cho anh 7 ký đi. 7 ký nghe muốn hết rồi. Đêm mà tối ngủ mà được chừng hai khách đặt chừng 20 ký sáng thấy khỏe lắm. Chịu khó đăng bài lên YouTube với Facebook, Zalo. Khách của anh bắt ra vậy là được. Khách của anh nhiều lắm mà sao không gà, nó lấy chứ không có chuột đâu giao. Ở ngoài Đồng Nai là biết mấy 3 mối. Kiên Giang là 3 mối, 4 mối, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Dương nữa. Chưa đâu, lòng nó giỏi lắm. Sợ nó không ra. Sao đâu? Thì bắt 2 lần cũng được. Làm mẻ xong mình bắt tiếp. Đó con này. Đó. Bán tại chỗ thì nó khó chứ kêu mà mần gửi đi cũng dễ, cái nào cũng vừa được. Rồi không được này, căng đây hồi bắt tiếp để hồi nó phóng ra không công. Này sáng gắn ra lòng gắn phơi phới luôn. Rồi mới được 4 ký à. 4 ký yếu nữa. Cái lòng đó 4 lạng. Lòng đó 4 lạng rồi mới 4 ký 3 ký 8. Đây. Cái nắp này sao? Để lại vô đi rồi chị dằn lên. Rồi thôi đừng ấp máy nha quý cô chú anh chị. Lúc làm lưng không quay được.
4 kg chưa được nộp đúng không? Đây đừng làm xong được mớ này cô chú anh chị ạ. Đây. Chuột lòng long là phải đẹp như vậy nhá. Cô chú anh chị xem nè. Chuột bóng hới. Đây. Đó, đừng làm long xong rồi lưng thui nha. Thui xong rồi mới mổ bụng khô luôn. Bụng khô xong giao cho cô chú anh chị. Với cô chú anh chị mình cho nó tươi cho nó ngon nha, chứ không có không có rửa thấm nước rồi cái thịt chuột nó bở. Người ta có cái máy quạt lông chuột á, bữa nào có tiền mua. Quạt hay lắm. Đây nè, đây nè. Đây là cách lựng nuôi chuột cống nhâm mình là nó cho nó nuôi một lần là được luôn nha. Để lựng chia sẻ cái cách của lựng làm thôi chứ lựng không có chỉ dẫn gì, nên quý cô chú anh chị em mình có xem là có gì cũng thông cảm cho lựng nha. Đó thì lựng có một cái dĩ sắt đó, đây lựng lấy ra luôn nè. Nó một cái dĩ sắt lựng lót cơm dưới nè. Đó mình lót cơm dưới rồi mình để cái dĩ sắt lên nha. Đó, để dây sắt lên đầu mình chảy gom lên. Đừng có một tay làm cũng hơi lập chụp đó. Cô chú anh chị cũng thêm bóng không cảm. Đó, chảy gom lên vậy là mình để chuột lên nha. Để đừng lấy chuột qua, đừng lấy lên luôn. Rồi, bây giờ chuột có lưng nè. Giờ đừng sắt lên nha. Đó, sắt lên để nè. Rồi sau khi lựng sắp xong rồi giờ lựng phủ gom lên nha quý cô chú anh chị. Rồi xong vậy là lựng đốt đó. Ồ, cô chú anh chị thấy không? Bạn ôm luôn nha. Thank you.
Tôi trách nhiệm tôi giờ chỉ có cầm máy quay thôi đó. Mấy ông làm sao mấy ông làm? Tôi quay mà tôi mới quay phải kiếm khách, còn mấy ông là đi kiếm chuột. Cái này xong bỏ vô nữa. Xong bỏ vô lấy ra những vuông mà tốt thì có lẽ. Chuột mới về một khu luôn. Lấy cái nắp ra, lấy cái nắp đỏ đỏ đâu à. Em thả cái nắp đỏ đỏ ra. À cái nắp kìa. Sáng đi đổ được 9 kg chuột trống bằng hết 7 kg. Hôm qua còn nhà còn mấy con. Mới đẹp. Cái gì? Rồi bây giờ Lượng cũng làm xong rồi cô chú anh chị, bây giờ Lượng đóng thùng nha. Đó thì chuột Lượng vô bọc này là Lượng gì đóng thùng là Lượng vô đá, vô đá là Lượng gửi nha. Đó để cho mình bảo quản cho quý cô chú anh chị em mình thịt chuột tươi ngon, đi tới chỗ là tươi ngon luôn, không có thấm nước nha. Là mổ Lượng mổ khô đó, mổ khô xong rồi Lượng vô bọc. À, giờ Lượng bỏ đá vô cái nữa là Lượng gửi nha. Đây lên chảnh cũng sát bên à, đâu có xa đâu. Đây là gửi đi Tây Ninh là Bình Dương, Củ Chi, Đồng Nai rồi là Lượng giao hết. Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương gì là Lượng giao hết nha. Rồi xong rồi. Rồi Lượng cũng xin chào quý cô chú anh chị mình nha. Buổi tối nha, thì nguyên một ngày Lượng bán thì cũng được mấy đơn, và Lượng rảnh thời gian Lượng đi đặt thêm một số bẫy chuột nữa nên Lượng về hơi trễ. Nó giờ Lượng tranh thủ Lượng gửi cho khách này tới Gạch Giá, Kiên Giang cái nữa, hai đơn này nữa cái là Lượng nghỉ nha. Bây giờ cũng tối rồi, giờ cũng 5:30-6 giờ. Đây là Lượng cách thức giao bẫy chuột bẫy gắn của Lượng nha. Nó cái lồng này là 3 kg hả? 3 kg. Đó là cách thức đóng lồng chuột của Lượng đơn giản vậy đó, cho nó thoáng nha, thoáng chuột mình nó đi về dưới nó khỏe. Còn tại cái lồng này phóng nhâm thì mình để dưới này mình cũng lót dưới áo cho nó đỡ chảy nước. Ngày luôn.